Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam sản phẩm bộ đèn hậu sau cho dòng xe Mini Cooper Clubman phiên bản Mini Cooper Clubman 2020. Chào mừng quý vị, là bộ đèn hậu sau với phong cách cờ Anh Union Jack. Bộ đèn hậu được công ty nhập khẩu chính hãng từ Mỹ và được sản xuất theo tiêu chuẩn của Mini chính hãng. Bộ đèn hậu cho phiên bản 2020 rất đặc biệt so với bộ đèn hậu phiên bản cũ. Bộ đèn hậu 2020 bao gồm tất toàn bộ là full LED với ký hiệu cờ Anh. Đây, các phần này là những phần LED hết, toàn bộ phần LED, và ngay cả phần khi mà dê á là cũng là LED luôn. Phần đờ mi LED hết, toàn bộ rất là đẹp so với phiên bản cũ trước đó. Đây, bộ đèn hậu được sản xuất tại Ba Lan. Được sản xuất tại Ba Lan bởi Mini Cooper. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng, phụ kiện cho các dòng xe Mini Cooper, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ chúng tôi để được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp cho xe Mini của các bạn.